qua mạng xe một la la no po la to bi da ta ta yang ba ti me ma ma anan do ki na sa wa cha tu ti sa sa man ta lo ka ba la ti in da de wa sa pram ma ka e te sa nga nu pa we na sa be pha ya u ban da wa ne ka an ta la ya pi vi na san tu a se Dạ, tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tâm Tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, đế thích lẫn phạm thiên, do oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Phật quả tu sa phật mừng ca lăng rất hạnh tu sa phật đề quả ta sa phật phụ tá hai nu pha quê na sa đa số thi phật quan tu tế phật quả tu sa phật mừng ca lăng rất hạnh tu sa phật đề quả ta sa phật mai nu pha quê na sa đa số thi phật quan tu tế phật quả tu sa phật mừng ca lăng rất hạnh tu sa phật đề quả ta sa phật sanh khả hai nu pha quê na sa đa số thi phật quan tu tên tất cả phước báo hằng có đến người cầu mong chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng đem sự an lạc thường thường đến người. Sittiya chenagatha sittamattu 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 idam phalang etasmin ratanat yasmin sambasadanace đa số cầu mong cho quả của tâm chính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thức lành thay, chúng con thành kính tri ân ngài Thiên Đức đã truyền tam nguyên và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con một ngày hôm nay. Yang kim chi ku sa la kam mang ta ta pang kiri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ka tang ka tang ye san ta san ni no a ti ye cha san ta a san ni no kan tang pun ya ka lang me hang sam te ka ti ka wan tu te ye tang ka tang su vi ti tang din nang pun na ka lang me ya ye cha tan tha na cha nam ti de wa gan to ni ve ta yung sat pe lo kan ti ye san ta chi wan ta ha la ni tu ka ma yung nang po cha nang sat pe la van tu ma ma che ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phương báo vững bền có thể tiến chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tử nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay có người làm phước được dài lại đem hồi hướng hiện nay gặp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các bởi nhờ thọ thượng sanh an mạng trường xịn thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mũi hương thọ lòng phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nguyện chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hay làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc hành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát kề liền kiếp sau nếu trẻ chẳng gặp Phật nào nhậm kỳ đắc giác lãnh sau cũng thành
chư thi nữ trên hư không, địa cầu thượng ngõ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuận tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hậu vô sanh. Y đằng nô nhá thì nằm hồn tu sư ký tà hồn tu nhà tại vô, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Y đằng quá tê mê phùn nhâm á xà quá khát và quá hằng hồn tu, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài trí đức quý sư, quý bà, quý cô tu nữ thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an, đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên nữ ở mười muôn triệu thế giới xa bà, vua trời Đế Thích Diên Vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước thích báo thanh cao này. Con kính chi phước đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Cốt Tăng. Y đằng nô phùn nhân y ban nát sát bát chát dù hù tướng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ con đã thấy thầy kinh đã vào lớp, con cũng xin phép được thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Nam mô Tha Sa Phật Ra Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phật Ra Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phật Ra Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Brahma Chaloka Thipati Sampati Katan Chalian Thi Warang Ayaja Santi Thasantam Parajam Kajadika Dese Tutam Mang Anukam Pimang Pajam Santam Mapelin Vinayan Chakayam Sun tấn cha bản thân à bi thân ma chấm mừng à cô ta nhân tu cha tư sân cha đàn đăng pháp vũ tha nay ye parisa ya mắt chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang. Thuyễn pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ phàm từ. Đó là nhóm kiều trần như, được nếm hương vị hữu dư niềm vàng. Rồi từ đó mở mang giao phàm, 45 hạ giam vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích nặng còn lâu năm. Cả tam giới vừa ân vô cầm, đám mưa lành lưới khắp thế gian. Với nhân cớ tin rõ ràng, tin ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cậu đựng trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Dạ, kính lễ sư Đế Đức, kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ không? Sa thú. Rồi, hôm nay mình tiếp tục học bất thiện tập yếu ha.
Trước khi vào học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tấm Tắc. Sambutho Bhagava Buddhang Bhagavantang Athivademi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Samma Sambuddhamatulang Sasattham Magaduttamang Api Vá Diya Phá Sít Sàng Api Thầm Mắt Thá Sàng Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bát Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sàng Thầy Giác. Xin lấy chư Tổng Đức chào quý vị. Hôm nay thấy cô Dung vô rùm ha, cũng hoan hỷ, xa thấu. Cô Dung vượt qua được cái sự nguy hiểm. Nay trở lại rung Phật pháp của chúng ta. Cô Dung biết là nói được không, lên kể chút xíu về kể cái quá trình mà vượt gian nguy cho bà con nghe chút xíu ha. Cô Dung nói được thì mời cô Dung hoan hỷ cho ta nha. Nói được không? Rồi mời cô Dung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, trước hết, con bữa trước con cũng đã cảm xa thú, con kính tri ân quý sư, quý thầy và các bạn đạo hữu đã thường xuyên ở bên con và luôn động viên con, nhắc nhở con hướng tâm về Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con cũng mới trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, cả gia đình con ạ. Nhưng mà hôm nay thì trong buổi học này, con một lần nữa xin kính tri ân quý sư và quý thầy, thầy có thầy Kinh, nhất là thầy Kinh cùng các quý đạo hữu đã luôn ở bên con trong những lúc khó khăn nhất. Động viên con, dạ. Gia đình con thì cũng đã trải qua một thời kỳ rất là khó khăn. Con thì cũng đã vượt qua, nhưng mà hiện giờ thì gia đình con vẫn còn người cũng đang cách ly, là chồng con và cháu ngoại con cũng vẫn đang cách ly. Cháu ngoại con thì vẫn còn đang sốt, 7 ngày nay rồi vẫn còn sốt. Dạ, thì cũng chắc là cũng không có nguy hiểm lắm, nên là người ta cũng vẫn chưa cũng vẫn là để theo dõi và uống thuốc và cũng chưa có chuyển lên tuyến trên, vẫn để ở tuyến dưới. Dạ, thì nhưng mà cũng là cũng là cái nỗi mà mình cũng là phải bận tâm, nên là con thì đỡ rồi, con khỏe hơn, con đỡ, nhưng mà con cũng vẫn chưa đi học, tham gia học thường xuyên, vì con cũng có những cái lo để phục vụ những người còn đang ở trong bệnh viện. Trong thời gian vừa qua thì con rất là tri ân những cái lời mà động viên của quý sư, quý thầy và những lời chỉ dạy của nhất là chị Nhật Huỳnh, rồi chị Phúng, chị Hồng Mai, cùng chị Metta, Tina luôn động viên con. Và cái thời gian mà mình bệnh như vậy thì đúng là cái tâm mình nó an tịnh là cái điều quan trọng nhất. Con cũng nghe rất là nhiều lời góp ý thì mình cũng phải xong rồi mình bình tĩnh, mình xong rồi mình tới đâu thì mình biết tới đó. Giờ xong thì mình xong, giờ uống thuốc thì mình uống thuốc. Tới giờ ăn thì không ăn được thì mình cũng ráng cố gắng phải ăn. Rồi cũng động viên nhau, rồi cũng thì mình làm tất cả những gì người ta hướng dẫn thì mình phải làm hết. Và cái chính là cái tâm mình phải an tịnh. Thì trong cái thời gian đó con cũng thường xuyên là tụng kinh Tam Bảo, rồi cũng nghe bài học. Và con rất là cảm động khi nghe Sư Trí Đức đã tụng kinh cầu an cho gia đình con và những bạn đạo khác. Con cũng rất cảm động khi nghe Thầy Kinh
xong những buổi học, chúc phúc cho gia đình con, rồi những các room như Zoom, Nguyên Như Kỳ Viên, Bali Chanting, cũng cầu an cho gia đình con. Dạ. Đó là cái niềm động viên con vượt qua cái sự sợ hãi này, và để ngày hôm nay thì con đã mạnh khỏe. Con thấy mình thật là có phước vì có quý sư, quý thầy và các bạn đạo. Con có ngôi tam đạo, ba ngôi tam bảo ở bên cạnh mình, thành ra là mình cũng vững vàng để vượt qua. Đó là cái điều mà con cảm thấy là mình có phúc nhất. Dạ. Con thấy là như vậy đó thưa thầy. Nói chung mình phải bình tĩnh, mình con làm tất cả những cái gì mà chị Nhật Huỳnh nói con, với con hướng dẫn cho con, là xông xả tỏi, con có bỏ thêm chanh, bỏ thêm dầu gió, rồi không có chờ mà nó hơi sốt là mình uống thuốc sốt, mình dập ngay. Nó mới hơi ho là phải uống kháng sinh, rồi mình cũng dập ngay, không chờ nó lên. Ví dụ như là thường khi sốt mình phải trên 38 độ rưỡi thì mình mới uống thuốc hạ sốt, nhưng mà mới 37, 38 nên là bắt đầu mình uống, mình dập ngay. Mới ho là mình uống kháng sinh dập ngay. Dạ. Con cũng rất tri ân những cái nhóm thiện nguyện ở bên Việt Nam. Có một ngày, có một lần mà ông chồng con uống ho, mà nếu không có các bạn đạo hữu, nhất là có sự hỗ trợ của Châu Nguyễn giúp con mua được cái ốt men tin, thì chồng con có lẽ cũng rất là nguy cập. Tại vì cái đợt đó mua xong là dập ngay từ đầu, nên là chồng con qua được cái cơn ho rất là nặng ngực. Dạ. Con thấy là mình rất là có phước, mình đang hưởng phước, và mình cũng sẽ cố tạo phước thêm về phước học và phước hành. Dạ. Về pháp học và pháp hành, mình cố gắng mình tạo thêm nhiều phước hơn nữa. Dạ. Con kính tri ân thầy. Dạ. Con kính tri ân các bạn đạo. Con kính tri ân quý sư. Dạ. Đó là những gì con muốn nói. Dạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ. Lần nữa con kính tri ân thầy. Sa thú. Rất là mừng cô, gia đình của Nhung được vượt qua cái cơn mắc dịch này quá là ghê gớm, nó giết không biết bao nhiêu người. Mình vượt qua được là phước rất là lớn ha. Rất là sa thú. Cô cũng cố gắng tập thường xuyên, tập thở, uống thuốc đều đặn, thể dục, để nó không có bị những cái hậu chứng á, nhiều khi nó có những cái di chứng về sau. Cố gắng tập thường xuyên luôn, nhất là tập thở cho đều ha, tạo cho mình có một cái sức chịu đựng được để lướt qua được cái bữa này ha. Sa thú, rất là hoàn hảo. Rồi hôm nay mình cũng như thường lệ ha, đọc Bali trước rồi sau đó chúng ta đi vào bài học. Xin mời cô Nhật Quỳnh boss bài. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy Kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc bài Bali hôm nay. Samuchaya Sangaha Vipago. Những phân loại theo Abhidhamma. Đoa Sattati Vita Utta Vattu Thamma Salakhana Te Sangda Niyata Yogan Bhavakhami Samuchayan. 72 pháp, 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha ho mitsaka sangha ho bodhi bakhi
kiya sang ga ho sap ba sang ga ho cha ti samut cha ya sang ga ho chat tup bi tho we di tap bo. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng Akusala sang ga hề pa wa chat a ro a sa wa ka ma sa wo pha wa sa wo đức thà sa wo a wu cha sao vô, như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu. Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Vậy con đã đọc xong. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng và con nhận bích cho người kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin chào thầy kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con đọc bài. Chắc ta rô ô kha ca mô khô pha vô khô đít thô khô a quýt chô khô. Có bốn bộc lưu: một, dục bộc; hai, hữu bộc; ba, kiến bộc; bốn, vô minh bộc. Chát ta rô yoga ka ma yô vô pha hoa yô vô đít thi yô vô a quýt cha yô vô. Có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chát ta rô gan tha a huyết cha ca giá gan thô qua pa đô ca giá gan thô si lát ta ta pa ra ma so ca giá gan thô y đăng sắc cha phi ni quê so ca giá gan thô. Có bốn thắt chặt tứ phược: một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược; hai, thắt chặt vào oán ghét, sân độc thân phược; ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược; bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chát ta rô upadana ca mu pa đa năng đít thu pa đa năng si lát ba tu pa đa năng át ta qua đu pa đa năng. Có bốn chấp thủ: tứ thủ, một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã thủ. Cha ni qua ra na ni ca mách chanh đa ni qua ra năng qua pa đa ni qua ra năng thì nam mít tha ni qua ra năng út thác chắc úp cút chân ni qua ra năng quy chi kích cha ni qua ra năng a quýt cha ni qua ra năng. Có sáu triền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thụy cái; bốn, trạo hối cái; năm, hoài nghi cái; sáu, vô minh cái. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính mừng lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính mừng lễ sư Trí Đức, kính chào thầy Kim, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Ta nu sa ya ka ma ra ga nu sa yo pha wa ra ga nu sa yo pa ti kha nu sa yo ma na nu sa yo di tha nu sa yo vi chit
cha nu sa yo a vít cha nu sa yo. Có bảy tùy niên, tiềm niên, tâm tánh ngủ ngầm. Ái dục tùy niên, một ái dục tùy niên, hai ái hộ tùy niên, năm tà kiến tùy niên, sáu hoài nghi tùy niên và bảy vô minh tùy niên. Đa sa sang yo cha na ni ca ma ra ga sang yo cha năng ru pa ra ga sang yo cha năng a ru a ru pa ra ga sang yo cha năng patika sami yo cha năng ma na sang yo cha năng ditthi sam yo cha năng sila patta pa ra ma sa sang yo cha năng ni chích cha sám nhô cha năng út thấp cha sám nhô cha năng áo huyết cha sám nhô cha năng suốt tăng tê. Theo kinh tạng có 10 thắng thức truyền dây trói buộc. Ái một ái dục truyền, hai ái sắc truyền, ba ái vô sắc truyền, bốn phận út truyền, năm ngã mạn truyền, sáu tà kiến truyền, bảy giới cấm thủ truyền, tám hoài nghi truyền, chín phóng dật truyền và 10 vô minh truyền. Dạ, con đọc xong kính tri ân thầy kinh. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin xuống mic ạ. Xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ và ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ ngài chư đức quý bà quý cô tư nữ và thầy kinh. Con kính con xin phép được đọc tiếp. Đồng bốn, Appa ra ni da sa sang yo cha na ni ka ma ra ga sang yo cha nang pha qua ra ga sang yo cha nang pha tinh ka ka sang yo cha nang ma na sang yo cha nang din thi sang yo cha nang si la bát ta pa ra ma sa sang yo cha nang vi kinh chi cha sang yo cha nang isa sang yo cha nang mat cha ri ya sang yo cha nang a win cha sang yo cha nang a phi tham me. Theo vi diệu pháp a phi tham ma có 10 thắng thúc dây trói buộc khác. Một, liên ái duyên theo dục lạc. Hai, liên ái duyên theo kiếp sinh tồn. Ba, sân hận. Bốn, ngã mạn. Năm, tà kiến. Sáu, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Bảy, hoài nghi. Tám, ganh tị. Chín, san tham. Và 10, vô minh. Ta sa ki le sa lo phu do su mo ho ma no tin thi vin chín cha thi năng út thách chăng a hi ri căng a non tập bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. Một, tham ái. Hai, sân hận. Ba, si mê. Bốn, ngã mạn. Năm, tà kiến. Sáu, hoài nghi. Bảy, hôn trầm. Tám, phóng dật. Chín, không hổ thẹn tội lỗi. Và 10, không sợ quả của tội lỗi. Ba sa wa di su pa nen tha ta ma pha wa na mi na tắc tăng hà a phi về ta si la ba ta pa ra ma su y đằng sanh trà phi ni về su an ta hòa tu pa đà năng cha tăng thà pha văn tăng đi thinh ga ta mê vấp la út cha thi. Nơi đây trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, cầu liên ái duyên theo dục lạc và liên ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cũng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và thầy và đạo tràng, con kính mời cô Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ,
Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Siêu Trí Đức. Con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Samukchayasanggahavipago. Những phân loại theo Abhidhamma. Đoà sa ta ti vi tha vu ta wa tha wa thu tham ma sa lak kha na te sang da ni ya tha yo gang ba wa kha mi sa mok cha yang. 72 pháp, 1 tâm cộng 5 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha ho mi saska sangha ho bodhi bhakkhiya sangha ho sappa sangha ho chati samuccaya sangha ho chatubbitho vedittabbo. Toát yếu các phân loại phải được hiểu có 4. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Các thằng akusala sangha he ta wa cha ta ro a sa wa ka ma sa vo pha wa sa vo di tha sa vo a vi cha sa vo. Thế để trong toát yếu những loại pháp bất thiện có 4 hoặc lậu. 1. Tham dục, dục lậu. 2. Luyến ái, duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh, vô minh lậu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, xin mời chị Phúng ạ. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Thầy, kính chào đạo tràng, con xin được đọc tiếp. Chattaro okha kamoko pavoko dittoko avichoko. Có 4 bọc lưu. Thứ nhất, dục bọc. Thứ hai, hữu bọc. Thứ ba, kiến bọc. Thứ tư, vô minh bọc. Chattaro yoga, kama yoga, phava yoga, ditthi yoga. Kama yoga, phava yoga, ditthi yoga, avicca yoga. Có 4 trói buộc. Tứ kết là dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha, avicca ca giới gần thô via bát đô ca giới gần thô si lấp bát ba ra ma so ca giới gần thô y đầm sắc cha phi ni về so ca giới gần thô. Có 4 thắt chặt tứ phược. Thứ nhất, thắt chặt vào dục, tham ái, thân phược. Thắt chặt vào oán ghét, sân độc, thân phược. Thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thông phược. Thứ tư, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadanang dittupadanang silappatupadanang tá hòa đú pa đà năng. Có 4 chấp thủ. Thứ nhất là tứ thủ. Thứ nhất là dục thủ. Thứ hai kiến thủ. Thứ ba giới cấm thủ. Và thứ tư là ngã chấp thủ. Cha ni quá ra nà ni ca mắt chàn đà ni quá ra năng bia bà đà ni quá ra năng đi tha mít tha ni quá ra năng út chắc ca cút cút cha ni quá ra nặng vichikicha ni quá ra nặng avicha
Niwaranam có 6 triền cái. Chướng ngại thứ nhất là tham dục cái. Thứ hai là sân độc cái. Thứ ba là hôn thị cái. Thứ tư là trảo hối cái. Thứ năm là hoài nghi cái. Và số 6 là vô minh cái. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân sư, kính tri ân thầy và kính tri ân đạo tràng. Con xin xuống mít, xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lễ chư tôn đức, con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc. Satta nusa ya kama raga nusa yo paka raga nusa yo atika nusa yo mana nusa yo ditta nusa yo vichitik Chà nú sa yô, á quý chà nú sa yô. Có 7 tùy miên, tiềm miên, tâm tánh ngũ mầm. 1. Ái dục tùy miên. 2. Ái hữu tùy miên. 3. Phẫn ức, phẫn uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên. Tassa samyottanani kama raga samyottanam rupa raga samyottanam arupa raga samyottanam patika samyottanam mana samyottanam ditti samyottanam silabbata ramas Samyottanam, vichikicca samyottanam, udaccha samyottanam, avicca samyottanam, suttante. Theo kinh tạng, có 10 thằng thúc, triền, dây trói buộc. 1. Ái dục triền. 2. Ái sắc triền. 3. Ái vô sắc triền. 4. Phẫn uất triền. 5. Ngã mạn triền. 6. Tà kiến triền. 7. Giới cấm thủ triền. 8. Hoài nghi triền. 9. Phóng dật triền. Và 10. Vô minh triền. Dạ, xa xuống, xa xuống. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sích Nancy. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Kim Dung, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn chị Metta. Nam mô Bích Hà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng Chi Tôn Đức hiện diện trong đoàn. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con không thấy bàn tay ai. Dạ, con xin được cầm mic đọc. Dạ, mời Châu Nguyễn Hoàng, mời Hà Lục Nhan. Và chắc chắn là con sẽ đọc sai. Lý do sáng giờ con đi khám mắt đó, nó nhỏ cái thuốc gì mà mắt con nó mờ lắm. Nhưng mà không sao, đọc sai thì sửa, không có sợ. Dạ, dạ kính mong đạo tràng và thầy kinh và đạo tràng khoan hỷ cho. Abhara nidasa samyo chana ni kamara ga samyo chana abhara ga samyo chana matika
sang vô cha năng ma ranh sang vô cha năng đích thị sa vô cha năng si lắc bát tát ba ra ma sa sang vô cha năng quy chi ki cha sang vô cha năng ít sa sang vô cha năng mát cha ri ya sang vô cha năng a quyết cha sang vô cha năng a phi tham mê. Theo vi diệu pháp, Abhidhamma có 10 thần thúc, dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi vi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Na sa ti le sa lo pho do so mo ho ma no dik ti chi vi ki cha thi năng ut tha chăng a hi ri căng an no tắc bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asakwa di subanetaka mapagwana me natatapatuka tanha atipeta si lapatama si lap bát tát ba ra ma so y đăng sát cha chi ni quê so áp ta qua đúc ba đa năng cha ta tha pha qua tăng đích thi ga ta mê qua bát bút cha tí. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có ta, chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cũ, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Nam mô Bích Tha Dạ, con thành kính lễ tri ân chư tôn đức, kính cảm ơn thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con có sai, kính cung thỉnh thầy kinh và đạo tràng chỉ sửa cho. Dạ bây giờ mời quý vị, vậy mới mấy giờ mới vào sao? Dạ sa thú bằng tay cho Nguyễn nha. Dạ nam mô Bụt Tha Dạ, nam mô Tham Ma Dạ, nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con xin phép được đọc bài ạ. Samuccaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoà sát tá tí quý thà quốc tà quát thú thầm mà xá lắc khá nà tề sàng đà ní giá thà dù gần bá quát khà mi xá múc cha dần. 72 pháp, 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangahu misaka sangahu bodhipak khiya sangahu sappa sangahu jati samuccha ya sangahu chatuppithu veditappu. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp,
toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Các thằng Aku sa lăng ga hê ta wa chát ta ru a sa wa ka ma sa wu fa wa sa wu dít tha sa wu a vít trà sa wu. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Dạ thưa, con đã đọc xong. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa vào râm ạ. Dạ con phép được xuống mít, con kính tri ân đạo tràng. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, con giờ dạ con xin đọc bài học hôm nay. Cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã có bài và cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết âm thanh rõ. Chattaro oka kamoko Favoko, Dittoko, Avichoko có bốn bọc lưu: một, dục bọc; hai, hữu bọc; ba, kiến bọc; bốn, vô minh bọc. Chattaro yoga, Kama yoga, Phava yoga, Ditti yoga, Avichya yoga có bốn trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha avijja kaya gantho yabado kaya gantho silappatabaramaso kaya gantho idang sakcha finiveso kaya gantho có bốn thắc tự tứ phược. Một, thắt chặt theo tham dục. Hai, tham ái thân phược. Một, thắt chặt vào tham dục, tham ái thân phược. Hai, thắt chặt vào quán ghét, sân độc, thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phược. Chattaro upadana kamupadanang dittupadanang silappatupadanang attavadupadanang có bốn chấp thủ, tứ thủ: một, dục thủ; hai, kiến thủ; ba, giới cấm thủ; và bốn, ngã chấp thủ. Chaniwaranani ca mắt chanh đá ni quá ra nặng và bà đá ni quá ra nặng thì ná mít thằng ni quá ra nặng út thắt chá khúc cúc chanh ni quá ra nặng quý chi kích chà ni quá ra nặng a quý chà ni quá ra nặng có sáu truyền cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thùy cái; bốn, trào hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Dạ, con có đọc xong. Con kính trình thầy kinh. Dạ, con cũng cảm ơn đạo tràng và cảm ơn sư phụ đã đưa bài học lên hôm nay. Dạ, con kính mời đạo tràng lên đọc bài thí và Nam Mô Bích Thà. Dạ.
Dạ, sa thú kính cảm ơn xích niệm từ. Xích Hà ơi, có trả bài không cho Nhật Bình một tín hiệu? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Trang Nguyễn cho Nhật Bình biết được tín hiệu. À, Quang Thành nào có trả bài không? Quang Thành nữa. Dạ, bị nào có trả bài xin đưa bàn tay lên ạ. À. Nhật Bình xin nhường mic để một hồi là khóc đó nha. Thầy lên dạy là không được trả bài rồi khóc cơ ngàn. Rồi, mời Quang Thành. Dạ, dạ. Dạ, con kính đảnh đâu Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Cha cùng quý sư để hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà với cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài. Sara ra ga nu sa ro fa wa ra ga a du ba sa ma na nu sa ro i di di tha nu sa ro quy chi nu sa Alo. Alo, alo, được chưa ạ? Như mạng nó bị rớt ạ. À. Và vâng, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu là rõ. Và cô quạt cô Nhật Quỳnh bắt đạo tràng các bạn. Chata nusaya kama kama ya nusa nusa yo pha qua na ya ga nusa ro ba ti kha nusa yo ma na nu sa yo sa yo ba ti kha nu sa yo ma na nu sa yo ba ti kha nu sa ro ma na nu sa ro di tha nu sa ro quy chi ki cha nu sa ro a quy cha nu sa ro có bảy tùy miên tùy tiền miên và tâm tánh ngủ ngầm. Một, ái dục tùy miên. Hai, ái hữu tùy miên. Ba, phần uất tùy miên. Bốn, ngã mạn tùy miên. Năm, tà kiến tùy miên. Sáu, hoài nghi tùy miên. Bảy, vô minh tùy miên. Đa xà sằng dồ cha nà ni ca ca ma ya ga sang yo cha nang ru ba ga ya ga sang yo cha nang a ru ba ra ga sang yo cha nang ba ti kha sang ro cha nang
mà na sằng rồ cha nằng đi đi sằng dồ cha nằng xì lap xì lap bát tap bà ra mà sa sằng dồ cha nằng quy chi kích cha sằng dồ cha nằng út 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 tha út thắc cha sằng út thắc cha sằng dồ cha nằng a quy cha sằng dồ cha nằng sút tàn tề sút tàn tề. Theo kinh tạng có 10 thắng thục: triền dây trói buộc, một ái dục triền, hai ái sắc triền, ba ái vô sắc triền, bốn phẩm bất triền, năm ngã mạn triền, sáu tà kiến triền, bảy giới cấm thủ triền, tám hoài nghi triền, chín phóng dật triền và 10 vô minh triền. Dạ con đã đọc bài xong, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã phát bài. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ sa thu kính cảm ơn sức hoàn thành. Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức, con thành kính lãnh lễ đại đức Đại Đức Vừa Quang Lâm Giàu Rào Tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ cảm ơn thiện hữu cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cô tu nữ Phúc Hạnh có ôn bài không cô? Cô có ôn bài, cô cho Nhục Quỳnh một tín hiệu, Nhục Quỳnh sẽ bớt ai. Dạ cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu, Nhật Quỳnh sẽ nhường mic cho cô à. Dạ, nhà mời cô. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Đại Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài. Aparanidasa sanyocha na chana nika mar ragasa ragasamyocha nang phagawa phagaraga samyocha nang patikha samyocha nang mana samyo cha nang đít thi samyo cha nang si lap ba ta ba ra ma sa samyo cha nang vi chít kít cha samyo cha nang ít sa samyo cha nang mát cha ri ya samyo cha nang a viết Samyo cha nang avittham me. Dạ hết rồi ạ, cô Nhật Quỳnh tự mới vô mắt lờ mờ không thấy rõ nữa luôn. Dạ hết bài rồi hả cô Nhật Quỳnh? Dạ Phúc Hạnh xin xuống bít ạ. Còn nữa hả con? Dạ. Theo quy diệu pháp Avittamma có 10 thẳng thức
dây trói buộc khác. Một, luyến ái duyên theo dục lạc. Hai, luyến ái theo duyên kiếp sinh tồn. Ba, sân hận. Bốn, ngã mạn. Năm, tà kiến. Sáu, chấp thủ. Những lễ nghi và nghi thức sai lầm. Bảy, hoài nghi. Tám, ganh tị. Chín, sang tham. Và mười, vô minh. Đa sa ki lê sa lô phô đô sô mô hô ma nô đít thí vít chí kít chà thi năng út thách chăng á hí rí căng á nót tắc băng. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hồi. 7. Hồng. 8. Phóng dật. 9. Hổ thẹn. Tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. A sát và đi xú. Bá nhét thá. Nét thá. Ca ma pha quá na mê ná tắp. Bá thù là nhà thù là tàn hà athip bê ta xì lắp bá tá bá ra ma sô ít đằng sát chà phí nít vê sô á tá và đú bà đà năng chát tá thà bá quát tăng đi thiết gá tá mê quá bá quýt chá tí. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái theo duyên sinh, luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cùng thế ấy chấp thủ những lỡ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thiết linh hồn, trưởng cửu chi hàm ý và những tà kiến liên hệ. Dạ, dạ kính Phúc Hạnh, kính tri ân cô Nhật Quỳnh bốt bài. Kính cảm ơn thầy Kinh ạ. Mới vô nên là nhìn không rõ bài nên đọc hơi là bị lấp dắp, và xin đạo tràng hơn nghỉ. Dạ, xà thủ kính cảm ơn cô phụ nữ Phúc Hạnh. Dạ, cô mới vừa vào thì bị Nhật Quỳnh níu y. Dạ, cảm ơn thiện phụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô A Di Đà. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào thầy Kinh, kính chào đạo tràng. Dạ, xin lỗi cô nha, Nhật Quỳnh mắt cũng mơ cắm đây nè. Dạ, Nhật Quỳnh mắt cũng mơ cắm, hồi nãy đọc cô cũng chắc cũng sai đó cô. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh không còn thấy bàn tay của vị nào nữa. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời thầy đăng đàn ạ. Dạ, kính mời thầy ạ. Dạ, nam mô Bụt Thầy ạ, nam mô Tham Mai ạ, nam mô Sơn Khải ạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức trong room, dạ, kính chào các quý vị. Rồi, xa thấu ha. Giờ, ai tình nguyện người, một vị nào đó giơ tay đọc cái bài từng rồi, để có học tới đâu ha, để biết được học tiếp tục ha. Mời một vị tình nguyện đây. Rồi, mời thiền vụ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy Kinh, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài thầy đã dạy tuần trước. Bất thiện pháp tập yếu,
Akusala Sangaho, tập hợp các sở hữu bất thiện, phân thành nhóm, phân ra theo từng chức năng, từng loại, từng thành phần khác nhau, có 10 nhóm. 1. Tứ lậu Chattaro Asawa. 1. Dục lậu Kama Savo. 2. Hữu lậu Phawa Savo. 3. Kiến lậu Ditta Savo. 4. Vô minh lậu Avijja Savo. Asawa A cộng số nghĩa là chảy ra, lậu hoặc lậu tiết ra, rỉ ra, gây ô nhiễm, nhơ bẩn, chất độc, bợn nhơ, hoặc mê tối, lầm lạc, do căn, cảnh và thức tiếp xúc, duyên từ sự u mê, lầm lạc, làm cho các ô nhiễm bợn nhơ, rỉ ra, gây ô nhiễm. À xa hoa còn được dịch là trầm hay ngâm tẩm, chìm đắm. Bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc: 1. Phòng hộ. 2. Thọ dụng. 3. Nhẫn nại. 4. Tránh né. 5. Diệt. 6. Tu tập. 7. Truy kiến. Dạ con đã đọc bài xong, con sai con xin thầy sửa cho con ạ. Rồi, xa thử. Rồi, hôm nay bắt đầu chúng ta đi vào chi tiết ha. Dạ, trong cái tứ lậu thì chúng ta đi vào ha. Ai làm thư ký đây? Alo. 1 là dục lậu Kama Sago. Rồi, bài số 1 là dục lậu Kama Sago. Ái luyến theo dục lạc ngũ trần quá sâu đậm. Ái luyến theo dục lạc ngũ trần quá sâu đậm. Như vậy dục lậu cho chúng ta biết cái ý nghĩa nó là một cái trạng thái tâm bị ái luyến, bị dính mắc theo dục lạc ngũ trần, tức là sắc, tinh, hương, vị, xúc, và dính mắc vào trong đó một cách là sâu đậm, một cách là chìm đắm trong đó ha, thì được gọi là dục lậu. Rồi xuống dòng đắc tam đạo mới dứt trừ. Rồi đối với dục lậu này nè, thì muốn dứt trừ được nó, muốn diệt trừ được nó, tu là quần, tu là hàm chưa dứt trừ được, nhưng mà phải lên tới an hàm mới dứt trừ được cái dục lậu này. À, cho nên bởi vì nó sâu đậm, nó quá, mình đã bị chìm đắm trong cái dục lạc ngũ trần này quá sâu đậm ha, mình dính mắc ái luyến, mình đam mê trong nó quá đậm, thì bây giờ muốn diệt trừ nó chúng ta phải tu tập để thành tựu với đắc tam đạo thì mới dứt trừ được dục lậu này. À, đó là cái sự mà nặng nề của cái dục lậu như vậy. Rồi giúp xuống dòng dục lậu xuất hiện trong các cõi dục. Phải. Dục lậu xuất hiện trong các cõi dục là nhân đưa tái sanh các cõi dục. Nhân đưa tái sanh trong các cõi dục.
Rồi, như vậy cái dục lậu này người ta tìm thấy nó xuất hiện trong các cõi dục, là những dục giới đó, là những cái cõi dục giới lên ngay cả những cái cõi trời giới. Những cái dục lậu này nó xuất hiện, nó có mặt trong tất cả các cõi dục, và nó là cái nhân mà đưa cho đi tái sanh trong các cõi dục. Đó là cái sự mà tạo tác của cái dục lậu này, nó đưa chúng ta đi tái sanh trong các cõi dục. Chỉ cho tới khi nào chúng ta đắc được A-la-hàm mới dứt trừ nó thôi không? Rồi xuống dòng, không có trong các cõi phạm thiên. Không có trong các cõi phạm thiên. Các vị phạm thiên do áp chế tham dục, do áp chế tham dục, ly dục, đắc thiền, sanh về phạm thiên giới. Các vị phạm thiên do áp chế tham dục, ly dục, đắc thiền, sanh về phạm thiên giới. Thì như vậy những vị mà phạm thiên khi mà áp chế tham dục, áp chế là đè nén tham dục, ly những cái dục, ly áp phương pháp ly dục, thì những vị này đắc thiền sanh về cái phạm thiên giới. Thì như vậy khi sanh về phạm thiên giới là những vị này an trú trong thiền, là những cái lậu hoặc dục lậu này nó không có cơ hội để nó xì ra, nó bộc phát ra ha. Nhưng mà khi mà nó bộc phát ra cái là những vị phạm thiên này sẽ bị rơi vào, trở về cõi dục giới trở lại. Thì các vị phạm thiên nào mà bị tham đắm trong cái năm dục, lúc mà trên cõi trời mà bị dính mắc lại trong cái năm dục là sẽ bị rơi về cõi dục liền, sẽ bị tái sanh về cõi dục. Thì như vậy cái dục lậu này nó là những cái mà đeo níu, những cái mà dính mắc, những cái mà bám chặt, bám thủ và rất là sâu đậm đối với những chúng sanh dục giới. Khi chúng ta còn sống trong cõi dục giới thì những cái dục lậu này nó luôn luôn chờ cơ hội để nó xì ra, nó bộc phát ra. Thì như vậy đó là cái số 1 được gọi là dục lậu. Rồi có cái Bali này, copy cái Bali này cho quý vị. Rồi thấy không, thấy cái chữ mà có ha. Ok. Yo kame sukha macchando kamarago kamalandi kamatanha kamasineho kamabarilano kamamuccha kamaccho anang ayang uccatika masavo. Thì mình phải ghi ra cái ý nghĩa là pháp nào đối với các dục, pháp nào đối với các dục, là sự mong muốn dục, là sự mong muốn dục, phải, là sự mong muốn dục, phải, tham luyến dục, phải, vui thích dục, ái nhiễm dục, luyến thương dục, nôn nóng dục, hô
hôn mê dục. Quyến luyến dục. Chấm. Đây là dục ô nhiễm. Đây là dục ô nhiễm. Thì như vậy, qua cái câu Pali trong cái Thamma Sangani, người ta dạy cho mình biết là pháp nào đối với các dục là có sự mong muốn về dục, được hưởng những cái dục đó, mong muốn dục, tham luyến dục đó, rồi vui thích trong dục, rồi ái nhiễm dục, tức là bị ái nhiễm trong dục đó, rồi luyến thương trong dục đó, cái dục lậu. Rồi xuống dòng chi pháp 2 chấm. Tâm sở tham trong 8 tâm tham. Chi pháp tâm sở tham của Phạm rồi. 8 tâm tham này là 8 tham nhân cho 5 trần cảnh. 8 tham nhân cho 5 trần bằng là 40. Tám tham nhân cho 5 trần bằng 40. Rồi 40 mới nhân cho 2 nội phần ngoại phần bằng 80. Ngoại phần 80. Rồi 80 mình mới nhân cho 3 thời bằng 240. Rồi như vậy cho chúng ta biết là cái chi pháp của nó là sở tham đồng sanh trong 8 tâm tham. Mà 8 tâm tham này khi mà chúng ta dính mắc vô trần cảnh là bị đắm nhiễm, bị luyến thương, bị nôn nóng, bị hôn dục trong 5 trần đó, là lụy sắc thinh khí vị xúc là 8 cái này mà nhân cho 5 cái trần thành ra chúng ta có 40 cái loại tham. Tham sắc, tham thinh, tham khí, tham vị, tham xúc. Thì 8 nhân 5 chúng ta có 40. Mà 40 này nhân cho 2 tức là nội phần và ngoại phần thì chúng ta có được 80. Mà 80 này mà nhân cho 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai thì chúng ta có tới 240 cái kiểu tham muốn của mình ha. Thì như vậy đối với dục lậu chúng ta có được 240 thứ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là kinh khiếp ha. Đối với phàm phu của mình, tham đủ kiểu, đủ loại, tham từ trong ra ngoài, tham từ trên xuống dưới, không chừa cái gì cả. Rồi đó là cái về cái dục lậu. Rồi xuống dòng số 2 là hữu lậu. Rồi copy cái chữ này luôn. Hai là hữu lậu. Rồi và phá hòa sa mô hữu lậu. Ái luyến theo đời sống, ái luyến theo đời sống thuộc các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới. Ái luyến theo đời sống thuộc các cảnh trời sắc giới vô sắc giới. Mở ngoặc dục giới đã được nêu ở trên, đóng ngoặc lại. Dục giới đã được nêu ở trên. Thì như vậy hữu lậu phá hoa sa môn thì là nói là một cái sự ái luyến trong cái đời sống thuộc về các cảnh trời sắc giới vô sắc giới, và cùng dính lên tới cảnh trời sắc giới vô sắc giới luôn ha. Thì cái sự ái luyến lên tới đi vô tam giới luôn, sắc giới vô sắc giới, dục giới là đầy đủ không thiếu gì nữa ha.
thì như vậy được gọi là hữu lậu. Xuống dòng hủ trong 12 nhân duyên, hai chấm. Hủ trong 12 nhân duyên, hai chấm. Có hai. Có hai. Hữu chấm. Những sở hành tạo nghiệp sẽ cho quả về sau. Những sở hành tạo nghiệp sẽ cho quả về sau. Có 29 tâm. Những sở hành tạo nghiệp sẽ cho quả về sau. Có 29 tâm. 2.12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới, 9 thiện đó lại. Dòng B sanh hữu. B sanh hữu. Sanh hữu. Hai chấm. Các cảnh giới tái sanh trong tương lai. Các cảnh giới tái sanh trong tương lai. Có 31 cõi. Các cảnh giới tái sanh trong tương lai. Có 31 cõi. Rồi, như vậy là hữu, mà nếu mình hữu lậu là tính theo 12 nhân duyên thì chúng ta có hai loại là nghiệp hữu và sanh hữu. Thì nghiệp hữu là những cái sở hành, những cái sự mà tạo nghiệp mà nó sẽ cho quả về sau. Tức là những cái sở hành mình tạo đó, tức là 12 tâm bất thiện là những loại tâm tạo nghiệp, 8 tâm thiện nghiệp giới là cũng tạo nghiệp, và 9 thiện đó là cũng tạo nghiệp. Thì vậy nghiệp có, bất thiện có, thiện có, và thiền có, chính là có. Rồi sanh hữu là nói về những cái cảnh giới mà mình do cái tạo nghiệp này nó sẽ cho tái sanh trong tương lai. Thì nó có tất cả là 31 cõi. 12 bất thiện thì cho tái sanh 4 cõi khổ. 8 thiện thì cho tái sanh những cái cõi vui. Ngọc tiêu rồi. Lên tổng 12 tâm bất thiện dùm cái coi. Chia yeah, gom luôn ha. Ok. Nam mô Bụt Hà dạ. Dạ con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Bình kính chào thầy kinh, kính chào quý bà cô phụ nữ, kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn thiền vụ. Dạ thầy gọi cái hết hồn hết vía thầy ơi. Không biết cái tâm làm sao thao đây. Dạ. 12 tâm bất thiện chia làm ba là tâm tham, tâm sân và tâm si. Tâm tham chia làm 8. Dạ, cảm ơn Trần Nguyễn, cảm ơn Hoàng Thành cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà. Dạ sai rồi, dạ xin đọc lại ạ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Dạ
cái hồi nãy là ly tà vô trợ, bây giờ mới là ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Vậy là có bốn tâm tham, có tám tâm tham. Tâm sân chia làm hai: tâm sân hợp hẳn, tâm tham thọ ưu hợp hẳn vô trợ, tâm tham thọ ưu hợp hẳn hữu trợ. Có hai tâm sân, tâm si chia làm hai, và tâm si có hai là tâm si thọ xả hoài nghi, tâm si thọ xả phóng dật. Và gom lại là có tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si, là gom lại là 12 tâm bất thiện. Và kính thỉnh thầy chỉ dạy lại giùm ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Bỏ bài luôn. Có bài của Nhật Quỳnh luôn nha. Rồi không, mời cô Meta lên làm lại lần nữa cho ngon lành nha. Chia cô cho ngon lành nha. Có Nhật Quỳnh rung quá, làm lộn xộn ra. Mời cô Meta. Rồi, xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sang Kha dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào Thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc 12 tâm bất thiện, gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 8 tâm tham gồm có tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Tâm sân gồm có hai, đó là tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ. Tâm si gồm có hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Và tám tâm tham, tám tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Gom lại là 8 tâm tham: tâm sân thọ ưu hợp phấn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp phấn hữu trợ, gom lại là 2 tâm sân: tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phấn dật, gom lại là 2 tâm si. 8 tâm tham cộng với 2 tâm sân cộng với 2 tâm si. Xà thú, xà thú. Đức còn chấm chút xíu, rồi cũng ok. Xà thú. Rồi. Giờ tới chín tâm thiện dục giới tình hảo. Ê, 8 tâm thiện dục giới tình hảo, sorry. Mời Châu Nguyễn lên, chia gom dùm thay vì 8 tâm thiện giới tình hảo thôi. Nhưng mà giờ chia hết luôn, thiện quả gì tác luôn. Chia gom luôn. Mời Châu Nguyễn coi.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, làm vậy là 24, 8 tâm thiện, 8 tâm quả, 8 duy tác luôn á hả Thầy? Dạ. Dạ, con 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo gồm có tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Gồm lại là 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. 8 tâm quả dục giới tịnh hảo gồm có tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Và gom lại là 8 tâm quả dục tịnh hảo. Tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo gồm có tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Và gom lại là 8 tâm duy tác, 8 tâm thiện, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo và 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, gom lại là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Dạ thưa, con đã đọc xong. Dạ con có sai, con nhờ thầy sửa. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho thầy ạ. À, xa thú, xa thú, làm gì rung dữ trời. Rung tiếp. Rồi, giờ tới 9 tâm đó đại, nhưng mà giờ 15 tâm sắc giới trước nha. Giờ nói tụng nhưng mà trả bài trước 15 tâm sắc giới trước ha. Mời cô Nancy, mời cô Nancy lên chia gồm 15 tâm sắc giới. Mời cô Nancy nha. Dạ, con xin lãnh lễ chư tôn đức, con xin kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin chia và con phần tâm sắc giới. Tâm sắc giới được chia làm ba: tâm thiện sắc giới, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Tâm thiện sắc giới được chia làm năm: tâm sơ thiền thọ hỷ, tâm nhị thiền thọ hỷ, tâm tam thiền thọ hỷ, tâm tứ thiền thọ hỷ và tâm ngũ thiền thọ xả. Tâm quả được chỉ quả sắc giới được chia làm năm: tâm quả sơ thiền thọ hỷ, tâm quả nhị thiền thọ hỷ, tâm quả tam thiền thọ hỷ, tâm quả tứ thiền thọ hỷ và tâm quả ngũ thiền thọ xả. Tâm duy tác sắc giới được chia làm năm: tâm duy tác sơ thiền thọ hỷ, tâm duy tác nhị thiền thọ hỷ, tâm duy tam thiền thọ hỷ, tâm duy tác tứ thiền thọ hỷ và tâm duy tác ngũ thiền thọ xả. Năm tâm thiện sắc giới cộng với năm tâm quả sắc giới cộng với năm tâm duy tác sắc giới, tổng cộng là 15 tâm sắc giới. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic ạ.
Xà thử. Rồi bây giờ tới tâm vô sắc giới. Vô sắc giới mời cô Hồng Mai coi. Mời cô Hồng Mai, cô vô sắc giới. Chia con. Mời cô Hồng Mai nha. Dạ thầy ơi, bữa nay đã bị nhức đầu quá nhưng mà cũng ráng cố gắng. Dạ. Tâm thiện, tâm vô sắc giới được chia làm ba. Tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới, tâm di tác vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới được chia làm bốn. Tâm thiện không vô biên xứ, tâm thiện thức vô biên xứ, tâm thiện vô sở hữu xứ, tâm thiện phi tưởng phi vi tưởng xứ. Tâm quả vô sắc giới được chia làm bốn. Tâm quả không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng phi vi tưởng xứ. Tâm di tác vô sắc giới được chia làm bốn. Tâm di tác không vô biên xứ, tâm di tác thức vô biên xứ, tâm di tác vô xứ, tâm di tác phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm sắc vô sắc giới thì gồm có tâm thiện vô sắc giới làm bốn, tâm quả vô sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới, bốn tâm di tác vô sắc giới gộp lại là gộp lại là tâm vô sắc giới, con không biết bao nhiêu giờ con nhức đầu hết. Dạ con xin xuống nước ạ. Xa thấu nó kêu lên cái này nhức đầu. Kêu lên là nhức đầu. Rồi bây giờ mời một cô nữa là mới ra. Thiện Vũ, mời Thiện Vũ lên nói 12 chi thập nhị nhân duyên coi. Mời Thiện Vũ đâu mất rồi, giờ lại rồi nói về 12 chi thập nhị nhân duyên. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa thầy, con xin nói 12 chi của thập nhị nhân duyên. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. Dạ con đã nói xong, con có sai con xin thầy sửa cho con ạ. Rồi, xa thứ. Bây giờ mời cô Kim Nhung lên đọc cho hết bệnh nha. Đọc 12 nhân duyên theo chiều xuôi, chiều ngược. Hai chiều luôn, mời cô Kim Nhung rồi đọc xong hết bệnh luôn. Dạ, con kính thưa thầy, dạ, con kính đeo. Con xin đọc 12 nhân duyên theo chiều xuôi và chiều ngược. Patik chasa mukba da avicca baicca ya sankhara sankhara baicca ya vinyana vinyana baicca ya nama rupang nama rupa baicca ya salayatana salayatana baicca ya phaso phasa baicca ya vedana vedana baicca ya tanha tanha baicca ya upadana u bà đà na ba cha già phá vô phá qua ba cha già cha ti ba cha già cha ra ma ra năng so ca ba ri đề qua đô kha đô ma na su bà già sa sam phá hoàn ti e qua mê ta sa kê qua la sa đô kha khẩn tha sa sa mu đa yo hồ ti a quy cha gia tuệ qua a se sa vi ra ga ni ro tha sang kha ra ni ro tho sang kha ra ni ro tha vin nha na ni ro tho vin nha na ni ro tha na ma ro pa ni ro tho na ma ro pa ni ro tha sa la ja ta na ni ro tho sa la ja ta na ni ro tha pha sa ni ro tho pha sa ni ro tha vệ đa na ni ro tho vệ đa na ni ro tha tan ha ni ro tho tan ha ni ro tha u ba đa na ni ro tho u ba đa na ni ro tha
pha qua ni rô thô pha qua ni rô tha cha ti ni rô thô cha ti ni rô tha cha ra ma ra nang so ca ba ri đề qua đô kha đô ma na su ba ya sa ni rô chan ti e qua mê ta sa kê qua la sa đô kha khan tha sa ni rô thô hô ti. Dạ thưa thầy, con đã đọc xong, con kính tri ân thầy. Dạ con xin xuống. Ê, xà thú ha. Nhưng đọc xong Bali bài này xong hết bệnh luôn ha. Rồi, xà thú. Rồi, bây giờ mình tiếp theo ha. Nãy là tới sanh hữu cảnh giới tương lai, cảnh giới bất sanh trong tương lai, trong vòng máu cõi ha. Rồi, bây giờ xuống dòng, theo giới vứt. Theo giới vứt. Theo giới vứt hai chấm có ba theo giới vứt hai chấm có ba dục hữu sắc hữu vô sắc hữu giới vứt của ba dục hữu sắc hữu vô sắc hữu, tức là về cảnh giới thì có ba là dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu. Dòng theo uẩn có ba hai chấm theo uẩn có ba ngũ quẩn hữu, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu. Ngũ quẩn hữu, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu. Rồi, như vậy nếu nói về sanh hữu thì chúng ta nói theo quẩn thì chúng ta có năm quẩn, năm quẩn hữu tức là ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức ha, và năm quẩn nhất quẩn hữu cũng có tức là sắc quẩn tức là cõi vô sắc, rồi tứ quẩn hữu tức là cõi nhất quẩn hữu là cõi vô tưởng và tứ quẩn hữu là cõi vô sắc. Thì như vậy theo quẩn thì chúng ta có ba loại là ngũ quẩn hữu, nhất quẩn hữu và tứ quẩn hữu. Là ba cách. Rồi xuống dòng theo tưởng có ba, theo tưởng hai chấm có ba. Theo tưởng hai chấm có ba. Hữu tưởng hữu. Vô tưởng hữu. Phi tưởng hữu. Hữu tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi tưởng hữu. Còn nếu tính theo tưởng thì cũng có ba, tức là hữu tưởng hữu, tức là có tưởng, những loại có tưởng, cảnh giới có tưởng. Rồi vô tưởng hữu, rồi cảnh giới không có tưởng, là vô tưởng, có vô tưởng. Rồi phi tưởng, phi tưởng hữu, là thuộc về phi tưởng, phi tưởng hữu. Thì như vậy nó có ba loại là hữu tưởng, vô tưởng và phi tưởng, phi tưởng. Rồi xuống dòng, đánh cái bông đầu dòng. Sự tái sanh trong bất kỳ cảnh giới nào đều được xếp vào loại hữu lậu. Sự tái sanh trong bất kỳ cảnh giới nào đều được xếp vào loại hữu lậu. Sự tái sanh trong bất kỳ cảnh giới nào đều được xếp vào loại hữu lậu. Rồi như vậy ta nhấn mạnh cho mình biết ha, thì dù cho có tái sanh trong bất kỳ cảnh giới nào, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cũng được xếp vào loại gọi là hữu lậu, tức là cảnh giới
bị nằm trong cái vòng sanh tử luân hồi. Thì như vậy là sự tái sanh trong bất kỳ loại nào, cảnh giới nào, chúng sanh nào cũng được xét vào loại tử lộc. Thì trong cái thăm mát sanh đi, ta cũng có nói là pháp nào đối với các hữu là sự mong muốn hữu, tham luyến hữu, vui thích hữu, ái nhiễm hữu, luyến thương hữu, nôn nóng hữu, hôn mê hữu, quyến luyến hữu, đây gọi là hữu ái nhiễm và hữu ô nhiễm. Cũng giống như câu trên ha, nhưng mà đây thì người ta nói về cái hữu, cái trên là nói dục hữu, còn cái này thì nói về những cái hữu này. Để copy cho quý vị cái câu này luôn ha. Rồi tắt nó xuống giùm cái ha. Vô phá quê số phá quách chân đô phá quách ra gô phá quách nành đi phá quách tần ha phá quách xin nê xí nê hô phá quách bá rí là hồ nô phá quách múc chà phá quách chô xà năng á dăng quýt chá tí phá quà xá vô. Thì đó là cái câu mà trong cái thăm mát sang cái đi người ta dạy cho chúng ta là như vậy. Thì dù có cái sự mong muốn nào, sự tham luyến, sự vui thích về hữu, sự luyến thương về hữu, nôn nóng về hữu, hôn mê quyến luyến hữu thì đều gọi là hữu ô nhiễm. Đó là lại là hữu ô nhiễm. Rồi xuống dòng, đánh cái bông đầu dòng. Sự chấm dứt hữu lậu. Sự chấm dứt hữu lậu. Chỉ đến khi chứng đắc tứ đạo. Sự chấm dứt hữu lậu chỉ đến khi chứng đắc tứ đạo. Dục lậu chấm dứt ở tam đạo. Giờ dục lậu chấm dứt ở tam đạo. Thì như vậy đối với hữu lậu thì đến khi mà đắc được tứ đạo mới là A La Hán đạo, mới dứt trừ được cái hữu lậu này. Dục lậu thì phải chấm dứt ở tam đạo. Thì như vậy khi chúng ta tu tập đạt với một cái chứng đắc được A La Hán đạo quả thì lúc đó cái sự chấm dứt là về sự tái sanh trong tương lai là ngưng luôn, không còn nữa ha. Thì chấm dứt hữu lậu, dục lậu thì chấm dứt ở tam đạo. Rồi xuống dòng chi pháp hai chấm tâm sở tham cộng bốn tham ly ta. Tâm sở tham cộng bốn tham ly ta. Bởi vì đây là về hữu lậu ha, tức là những cái cảnh giới về sắc giới. Thì như vậy chỉ lấy bốn chi pháp là bốn tham ly ta. Rồi hữu lậu có mặt trong 27 cõi. Hữu lậu có mặt trong 27 cõi. Trừ 4 cõi khổ. Hai chấm. 4 tham ly tà nhân cho 27 bằng 108. 4 tham ly tà nhân 27 bằng 108. Tức là đây ta nói hữu lậu, tức là nói những cảnh giới về những cái sự ái luyến về cảnh sắc giới, vô sắc giới ha. Thì lúc này là bỏ cõi khổ ra, khổ nó thuộc về dục giới, bỏ ra. Cõi thuộc về cõi khổ thì nó không có tính vô trong đây ha. 108 với 108. Rồi như vậy đó là nói về hữu lậu, cho chúng ta biết là những cái chi pháp như vậy. Còn nếu mà gom luôn dục lậu vô nữa thì nó đi chung luôn cả 30 khỏi luôn. Thì đó là như vậy. Rồi xuống dòng số 3 kiến lậu.
kiến lộc. Ditta Sabo kiến lộ ha. Tà kiến chấp chặt theo 62 kiến chấp làm lạc. Tà kiến chấp chặt theo 62 kiến chấp làm lạc. Tà kiến chấp chặt theo 62 kiến chấp làm lạc. Tức là kiến lậu, tức là nói về những cái tà kiến mà bị dính mắc, bị chấp chặt theo. Theo trong giống như bài trời kinh, mà trong kinh trụ kinh nói về 62 kiến chấp lập lạc, 62 tà kiến, thì vậy đó là kiến lậu. Dòng nhân sanh tà kiến, nhân sanh tà kiến, hai chấm. A nhỏ do nhớ lại, A nhỏ do nhớ lại, hai chấm. Túc mạng thông, túc mạng thông tức là những vị sa môn, những vị bà la môn ngày xưa người ta tu, người ta có được cái thắng trí, người ta có được cái túc mạng thông, người ta nhớ lại nhiều đời sống trong quá khứ không. Thì do nhớ như vậy thì nó có ba vấn đề. Xuống dòng mình ghi xuống dòng có ba vấn đề, hai chấm. Ba vấn đề, chấm xuống dòng. Đại ngã, thương hằng. Đại ngã thường hằng, tiểu ngã vô thường, tiểu ngã vô thường. Vô nhân sanh, vô nhân sanh. Đại 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 ngã, đại như mà tại nha, ghi lộn rồi. Đại lớn, đại ngã tiểu ngã. Gom lại ghi lại cái ba cái cho gần nhau luôn đi. Đại ngã vô tiểu ngã, đọc đọc bị gì sao ra chữ đó vậy. Đại ngã nghe sao tại ngã. Rồi như vậy có ba vấn đề: đại ngã thường hằng, tiểu ngã vô thường và vô nhân sanh. Thì do cái sự nhớ lại nè, cái vấn đề này chúng ta thấy nó là một cái độc đáo ha. Do cái nhân sanh tà kiến này rất là lạ, rất là độc đáo. Do những vị sa môn và la môn ngày xưa người ta tu tập, người ta đạt được cái thần thông, người ta đạt được cái túc mạng thông, người ta nhớ lại nhiều đời sống trong quá khứ, thì các vị ấy mới nhớ lại là có một cái vị Phạm Thiên hồi xưa, có một vị Phạm Thiên có sanh trước mình lâu lắm ông Phạm Thiên sanh trước mình rồi, nhưng mà khi mà nhớ lại là dùng thần thông, dùng túc mạng thông để mà bắt lại cái cảnh giới đó, thì thấy vị đó còn sống, vị đó không có chết. Còn mình thì là chết, mình lại bị sanh xuống về cõi nhân loại. Thì cho nên do cái sự nhớ lại này, cái túc mạng thông, thần thông, túc mạng thông, họ nhớ lại như vậy, họ thấy được cái gì Phạm Thiên đó vẫn còn sống tới bây giờ. Mình thì chết lên chết xuống, mình sanh lên nhân loại. Nên người ta mới có cái quan niệm là có một cái đại ngã thường hằng bất biến. Do họ thấy như vậy, họ nhớ lại như vậy.
cho rằng có một cái đại ngã thương hằng bất biến, đó là một vị chúa tể, một vị mà tạo thiên lập địa thương hằng bất biến, một linh hồn trường cửu, thì như vậy phát sanh ra có một đại ngã thương hằng bất biến. Và ngoài cái đại ngã đó thì có những cái tiểu ngã thì nó vô thường, chết phải sanh xuống cõi này cõi kia. Như vậy là đó là do từ đó phát sanh ra cái đại ngã và cái tiểu ngã là thường hằng và vô thường. Rồi cái vô nhân sanh, có một những vị người ta nhớ lại những cái kiếp đó, tại vì những cái kiếp trước họ đó, họ là người vô tưởng, họ là những vị trời vô tưởng. Người vị tưởng rồi họ mới chết rồi tái sanh làm người nhân loại, sanh xuống nhân loại, rồi họ nhớ lại cái tiền kiếp đó, họ nhớ lại tới một cái kiếp đó thì mất, bị mất giác, thì lúc đó bởi vì những vị đó là chỉ có sắc pháp không có tâm, thì khi họ nhớ lại tới giai đoạn đó mất, nó không có, không thấy gì nữa, thì họ mới phát sanh cái quan niệm là không có sanh, vô nhân sinh, là không có nhân là sanh ra tự nhiên có rồi, chứ không bởi vì họ quán là họ thấy là không có gì hết tới đó đức, thì bởi vì lúc đó là họ là người vô tưởng, họ sống trên đó là bằng cái xác không có tâm, nên là khi mà hết cái tuổi thọ họ sanh xuống làm người và tu tập và nhớ là được, thấy tới cái thời điểm đó là mất, họ không thấy được nữa. Tức là chính vì như vậy do sự nhớ lại phát sanh tà kiến, là dùng cái túc quan thông họ thấy được đại ngã thường hằng, tiểu ngã vô thường và vô nhân sanh, tức là không có nhân nào sanh ra hết. Đó là cái thứ nhất là nhân sanh tà kiến là do nhớ lại. Quý vị nắm được không ạ? Alo. Rồi xuống dòng. Sự hiểu sai do nhớ lại gọi là tưởng điền đảo. Sự hiểu sai do nhớ lại gọi là tưởng điền đảo. Cho cái bông vậy đó ha. Sanh nhân quý bành là sát, tưởng điên đảo. Sự hiểu sai do nhớ lại gọi là tưởng điên đảo. Sanh nhân quý bành là sát. Rồi, đó là cái vấn đề do em nhân phát sanh tà kiến là do A nhỏ là do nhớ lại ha, túc mạng thông. Rồi B nhỏ do thấy hai chấm sanh tử thông. Sanh tử thông. Tức là do những vị mà sa môn mà là hồi xưa ta tu ta có được cái thắng trí, ta thấy được cái sự mà sanh tử của chúng sanh, chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh qua cảnh giới khác, rồi chết từ cảnh giới khác tái sanh đến cảnh giới này, vân vân vân, thì họ có những cái thắng trí, họ thấy được cái đó thì được gọi là do thấy. Từ cái thấy này nó phát sanh những cái tà kiến, phát sanh như thế nào thì chúng ta có hai vấn đề xuống dòng. Có hai vấn đề hai chấm. Gì tự ngã vô thường, tức là những đại ngã thì trường còn bất biến, còn tự ngã tức là những cái những chúng sanh như ổng thì ổng thấy, thí dụ như ổng đâu thấy vậy, ổng thấy ổng phải chết phải sanh xuống, xuống cõi người sanh lên sanh xuống phải bị sanh tử, tức là vô thường. Còn đại ngã thì ổng quán vậy, ổng nhớ là ổng thấy ông đó ổng sống hoài không chết, thì có một cái đại ngã đó sống hoài không chết, thì nó khác chi tiết cho đây là. Rồi có hai vấn đề ha. Một phần thường phải một phần vô thường. Hai chấm. Một phần thường, một phần vô thường.
vấn đề. Xuống hay xuống hàng đi, để nó tùm lum thôi. Xuống hàng có hai vấn đề, hai chấm, xuống dòng. Một phần thường, một phần vô thường. Một phần thường, một phần vô thường. Hai chấm. Dòng gạch đôi dòng. Rồi, xuống dòng gạch đôi dòng. Tức là một phần thường, một phần vô thường này giống như là một cái tiêu đề đưa ra cho mình biết ha. Viết nó chung vô luôn chứ, không có viết cái này vậy. Rồi, xuống dòng, gạch vào dòng. Chết, còn tái sanh. Hai chấm. Sanh các cảnh giới hữu sắc. Chết, còn tái sanh. Hai chấm. Sanh các cảnh giới hữu sắc. Xuống dòng. Chết, không còn tái sanh. Hai chấm, sanh về cõi vô sắc. Rồi, thì như vậy nó có hai cái vấn đề. À, mà ta căn cứ trên hai vấn đề, nó phát sanh ra cái một phần là thường còn và một phần là vô thường. Bởi vì những vị đó là thấy có một số chúng sanh chết sanh, à, tức là những vị này chết là sanh đi những cảnh giới mà có sắc pháp, à, có danh có sắc, thì những vị này ta thấy được là ta nhận ra được, dùng cái thần thông họ thấy được vấn đề này, à, tức là họ thấy được, dùng cái thắng trí họ thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh này, à, có chết có sanh đi trở lại, sanh rồi tử, sanh tử thì chết còn tái sanh, tức là vô thường, à, đó là một phần về vô thường. Còn về chết không còn tái sanh thì họ cho rằng họ dùng cái thần thông họ quán, họ thấy được giống như chúng sanh đó tới chết cái sanh gì vô sắc cái bất tiêu không thấy đâu hết, à, sanh về vô sắc thì họ không thấy được nữa, cho nên họ kết luận rằng là người đó chết hết, à, là thường còn luôn, chết là chấm dứt luôn, là họ cho là những người đó là, à, chết là tái sanh và có sắc là họ không thấy được, à, vì ấy không thấy được nên kết luận ra có cái chủ thuyết là một thường và một phần vô thường, à, là chính và phát sanh tà kiến có hai vấn đề do thấy, tức là họ thấy được chúng sanh nào mà chết còn tái sanh trở lại thì họ thấy được thôi, còn người chết mà những vị mà đắc thiền vô sắc và sanh về cõi vô sắc thì những ông này không thấy được, à, không có đủ khả năng để họ thấy được cái sự mà chúng sanh chết sanh về cõi vô sắc, thì chính vì như vậy họ bị lầm tưởng, họ phát sanh những cái tri kiến và sai lầm, phát sanh tà kiến là thế giới này là có một phần thường và một phần là vô thường, à, đó là cái vấn đề phát sanh ra hai vấn đề mà chúng ta được biết là do cái sự thấy, tức là thấy về cái sự sanh tử và kia là sanh tử thông, tức là những cái vị bà la môn, những vị nó đã tu tập đạt được thắng trí, họ thấy được cái sự sanh tử của chúng sanh, mà chỉ thấy được những chúng sanh nào có danh có sắc thì họ thấy được, còn những vị sanh về cõi vô sắc thì họ không thấy, à, họ không biết được, cho nên chính vì cái chỗ đó họ cho rằng có một phần là thường còn, là chết là hết, là coi như là thành tựu luôn, là vô thường là thường còn luôn, còn một phần là vô thường là chết còn sanh lại, chết còn sanh lại. Thì như vậy do đó từ tà kiến phát sanh có hai vấn đề là một phần thường và một phần vô thường, là do chết còn tái sanh và chết không còn tái sanh, à, là cái do là như vậy. Bây giờ nắm được không ạ? Nắm được cái này không? Rồi ha, ok, rồi xuống dòng vô quả kiến.
à dám vô quả kiến là nhân sanh tà kiến, là mình thấy là có thứ nhất là nhớ lại, thứ hai là vô thấy, rồi cái C nha, chỉ C vô quả kiến. Không phải, chẳng phải chỉ C, vẫn là nhà bình thường, vẫn nằm trong phần đó, lộn, sorry, C phần khác. Một phần tự thường, một phần vô thường, một rồi nó vô quả kiến, hai chấm. Bỏ chữ C đi, bỏ chữ C đi. Rồi, vô quả kiến. Chết, sanh, nghịch, hai chấm. Chết, sanh, nghịch, hai chấm. Chết sanh nghịch. Dòng gạch đôi dòng. Ác nghiệp nhưng sanh về nhàn cảnh. Ác nghiệp nhưng sanh về nhàn cảnh. Thiện nghiệp nhưng sanh về đọa xứ. Cái dòng gạch đôi dòng là thiện nghiệp nhưng sanh về đọa xứ. Tức là do cái sự thấy sai, họ cho rằng là vô quả kiến ha. Tức là khi họ thấy dùng cái sự hiểu biết của họ thấy được những chúng sanh mà làm ác. Nhưng mà khi họ làm ác xong rồi chết, họ cũng sanh về cõi trời, họ cũng sanh làm người, họ sanh về nơi nhàn cảnh. Còn những người làm thiện thì chết cũng bị sanh đọa xứ. Vì như vậy do họ thấy chỉ tới đó thôi, cái sức thấy của họ chỉ tới một mức độ nào đó. Vì họ lại phát sanh cái tà kiến. Họ cho rằng là những chiếc sanh mà tạo ác nghiệp như vậy là sau khi chết, sau khi mệnh chung cũng được sanh về nhàn cảnh. Còn những người làm thiện, làm tốt thì chết cũng bị đọa xứ. Như nhân quả như này là không có kết quả, là gieo nhân nhưng mà không có quả, thì như vậy nó phát sinh cái tri kiến lầm lạc tà kiến thuộc về vô quả kiến. Chứ cái vấn đề này cũng rất là nguy hiểm, mà chúng ta thường thấy nhiều người cũng thắc mắc sao lại làm ác mà nó được sung sướng, như làm thiện là tốt hiền, mà sao vì nghèo khổ vậy. Thì chính vì sự hiểu biết sai lệch này nó đưa tới cái tà kiến là vô quả kiến. Rồi xuống dòng đến cái bông rồi dòng ha. Sự hiểu sai do thấy, sự hiểu sai do thấy gọi là kiến điên đảo. Sự hiểu sai do thấy gọi là kiến điên đảo. Tiếp theo quý bành là sát, gọi là kiến điên đảo. Hiểu là sai kiến điên đảo, rồi tức là do cái sự hiểu sai lệch không do như vậy được gọi là kiến điên đảo. Thì một là do nhớ lại, hai là do thấy được gọi là kiến điên đảo. Nhớ lại là chúng ta thấy là nhớ điên đảo ha. Rồi giờ tới C là do suy luận, do suy luận. Dòng. Một số bà la môn, sa môn bà la môn là nhà suy luận. Ghi luôn câu này, một số sa môn bà la môn là nhà suy luận.
sau khi phân tích suy luận rồi tuyên bố thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, chấm chấm chấm. Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên, chấm 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 chấm. Tức là do suy luận, tức là một số những vị bà la môn, sa môn bà la môn ta do học hỏi, nghiên cứu, rồi ta suy luận, phân tích. Giống như bây giờ nhiều người ta ngồi ta suy luận, phân tích. Sau khi phân tích, có một số người cho là thế giới là hữu biên, tức là có cái biên giới, có giới hạn. Có người cho thế giới là vô biên, không biên giới, không giới hạn. Có người cho là thế giới là vô thường, người cho thế giới là thường, vân vân. Thì vậy do suy luận họ phát sinh ra những cái tri kiến của họ, thì như vậy sự hiểu sai do suy tư như vậy được gọi là tâm điền đạo. Sự hiểu sai do suy tư gọi là tâm điền đạo. Chitta vibhalasa như vậy sự hiểu sai do cái suy tư, suy luận, rồi phân tích, rồi chia sẻ đủ thứ, gọi là tâm điền đạo. Cái dòng chi pháp hai chấm. Tâm sở tư cộng 4 tham tà kiến. Đó là chi pháp về kiến lậu ha, là tâm sở tư cộng 4 tâm tham tà kiến. Rồi, 4 tham tà kiến này nhân cho 62 tà kiến. 4 tham hợp tà nhân 62 tà kiến thì chúng ta có được 248 loại tà kiến. 4 tham tà kiến. 4 tham hợp tà đi cho dễ ha. Nhân 62 tà kiến bằng 248. Như vậy về kiến lậu và nói về nhân sanh tà kiến thì chúng ta có ba cách. Nhất là do nhớ lại, tức là túc mạng thông, do người đó tu tập thắng trí nhớ lại được những cái đời sống, thành ra nó phát sanh ra những cái tà kiến là đại ngã, thường hằng, tiểu ngã, vô thường, rồi vô nhân sanh, vân vân, là do nhớ lại. Rồi do thấy, nhớ lại thì là do cái túc mạng thông, rồi do thấy là bằng sanh tử thông, là đạt được sanh tử, là thấy được sự sống chết của chúng sanh, thì cũng từ thấy sự sống chết của chúng sanh này nó phát sanh ra cái tà kiến, là một phần là thường, một phần là vô thường. Rồi vô quả kiến là chết là hết, không có kết quả, không có nhân quả, nhưng mà chết là hết, bởi vì họ thấy được chúng sanh đó tốt mà chết được sanh đọa xứ, còn sanh xấu làm việc xấu mà chết sanh nhà cảnh. Do thấy như vậy họ phát sanh là vô quả kiến. Rồi một số vị do suy luận, tức là không có được cái thần thông, nhưng mà họ do cái sự học hỏi, họ nghiên cứu về kinh điển đủ thứ gì, họ do như vậy họ suy luận, cũng phát sanh là những cái tà kiến, cho thế giới là vô biên, thế giới là hữu biên, vô thường là cho là thường, thường cho là vô thường, vân vân. Họ bị những cái sự suy tư này thì hiểu sai như vậy, những cái tâm điên đảo như vậy làm cho phát sinh ra những cái sự tà kiến.
Thì như vậy nguyên nhân tà kiến là cho chúng ta biết là có những cái sự điên đảo như vậy, làm phát sinh điên đảo thế giới ha. Đó là chúng ta học tới cái là kiến lậu. Rồi thứ tư là vô minh lậu thì tuần sau ha, tuần sau học vô minh lậu. À, như vậy hôm nay tới đây là hai lớp, do cái phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sạch đẹp, an vui mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng điều nhau cả thấy. Nam mô Bồ Tát Giả, Nam mô Tam Ma Giả, Nam mô Sanh Khả Giả. Rồi xin mời cô Nhị Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Bình Thinh thay mặt đại chúng đông rùm. Thành kính tri ân Thầy Kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng học hiểu, để được tiến gần với tới lời Đức Phật dạy. Dạ, Nam Mô Bức Thai giá. Dạ, cảm ơn chồng Nguyễn. Dạ, con thành tâm sám hối với đạo tràng. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có trước máy không bạch sư? Nếu là Đức Pháp Trang có trước máy cho con xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân sư. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi chúng pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng ba đạo phạn sum và ruột tam ăn buộc thầy vô ca đi tâu đâu sau buộc câu khăm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng thậm mạnh cho Đức Vi Thần và răng thậm mê vô kha đi tô độ sâu thậm mô tham ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha được vi thoát tam ăn sẵn khê vô kha đi tổ đô sâu sẵn khô tham ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô y phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi phúc đức cái đạo tràng ạ. Con kính nhân mít tánh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Chúng con